quản lý store này. Vâng, quản lý store. TikTok à? Vâng, livestream TikTok. Vừa rồi là Quang Ninh có cho đào ao để dự trữ nước để ôi giời, nước này tưới cho nông nghiệp. Eli, anh bay sang đây Việt Nam. Thôi xong đi luôn anh sao? Đi luôn. Anh sẽ làm rất trường chân dưới trường ghế lên trên. Đi luôn anh vào không nước rồi anh? Có đi luôn rồi nước thôi. Vào đây vào một tí đã đi. Vào đi quay về đấy. Đây là chị. Đây là chị ạ. Rất là vui được đến chỗ này. Mình rất là đây. Tôi muito contente de visitar esta zona. Bây giờ là chặn hết toàn bộ đấy đường đi. Tối qua bọn em đi về thế mà chốt đầu chốt cuối quanh tỉnh mà về đến tận đây vẫn có chốt. Ok nha các bạn, thì hiện tại thì đoàn đại sứ quán cũng như là các doanh nghiệp mọi người là đã có mặt tại trang trại tại địa bàn của Team Châu Phi, trụ sở của Team Châu Phi nhá, thì cũng mời đoàn vào tham quan trong nhà một chút, sau đó là sẽ đi dẫn mọi người đi vào trong trang trại, rồi sau đó sẽ dẫn qua một số điểm trường. Vâng, em mời anh ạ, mời anh mọi người vào trong nhà. Đây là nhà. Dạ vâng, mời đại sứ. Đây là bao ở trong này là bao nhiêu anh em ở đây? Hiện tại là có tầm 15 16 người ạ. 15 16. Dạ vâng. Vợ đi cả rồi. Vâng. Trong đây là phòng khách ạ. Và đây cũng là phòng livestream gọi là để bán đồ, bán quần áo các thứ ạ. Vâng, có Nisha to ạ. TikTok à? Vâng, để livestream TikTok về các thứ. Thì đặc trưng là áo ấy ạ? Vâng ạ, đặc trưng thì có các loại mẫu áo, như là có mẫu áo của Lôi Con. Dạ. Cái áo mà biểu tượng của nhóm là áo nào? Đây ạ. Biểu tượng của nhóm. Biểu tượng của nhóm là áo logo theo QL. Cái này mà bán thì bao nhiêu một cái? Có cái nào đẹp ra tặng cho không, mua để làm lấy duyên. Duyên thì duyên từ xưa giờ rồi, xong ngày đại sứ. Chẳng có ngoài ra thì còn có các mẫu quần nữa. Mẫu quần, nói chung là rất là nhiều mẫu quần áo để bán chạy không? Dạ bán cũng được rất nhiều người ủng hộ để trong cái quá trình mà kinh doanh thì cũng team cũng có to hơn không anh? À đây tất cả những mẫu áo ở đây chỉ gọi là để làm mẫu thôi ạ, để phục vụ cho việc livestream ạ. Còn
những mẫu áo mới hay là size số các thứ thì đợt tới thì bọn em sẽ gửi sang gửi tặng đại sứ quán và mọi người. Dạ. Dạ. Đặc biệt là mẫu áo có thêu lá cờ Việt Nam là bán rất là chạy, được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Vâng, có cờ thêu lá cờ Việt Nam. Dạ. Sao mình không làm cờ Việt Nam với cờ Angola? Dạ vâng ạ. Thì nó mới thể hiện được là câu chuyện của Angola. Dạ, dạ. Còn nếu mà áo mà, bởi vì ở đây nó, nếu mà mặc cái này nó lấp ra đằng sau cổ là nhìn cũng không biết được là Hoàng Linh luôn. Dạ. Có một chữ cái gì đấy của Angola ở đây. Vâng. Rất đẹp. Trẻ chả đâu. Dạ. Vâng, thế mời khoảng tầm 20-30 phút ạ. Vâng, tại vì đi đường nó hơi xấu ạ. Vâng. Vâng, thì mời đoàn và mọi người đi vào trong trang trại ạ, tham quan. À, giới thiệu qua với cả đại sứ là đây là những bức tranh mà do một em bé. Hiện tại thì em bé cũng đã mất rồi mà rất là hâm mộ Quang Linh. Vâng, thế nên là vẽ những bức tranh này để gửi tặng đến Quang Linh. Mây là mây là tên của em bé. Vâng, tên của em bé đấy. Rồi, dạ. Đây cũng viết những dòng thư rất là cảm động. Bức tranh trên này là ai vẽ đây em? Của em bé, của em bé. Của em bé đấy. Dạ. Cô bé mất rồi. Cô bé bị viêm phổi. À dạ. Dạ. Rồi, dạ. Trong đại dịch Covid. Rồi. Dạ, hôm nay mời đoàn đi vào trong trang trại. Biển sông nhấp nhô, đời trào phong ba trang sơ. Nguyện xa thân mình cho tổ quốc non sông. Nhịp trong hào khí khắp nơi, dựng xây bình yên bờ cõi. Việt Nam bao lớp lớp anh hùng, dựng cháy một lửa trái tim, một niềm tin sẽ không lùi bước, diệt hết kẻ thù gây tàn hại non sông. Người Việt Nam ngàn năm vẫn luôn trong giấc ngoại xâm. Người Việt Nam chiều Nam vẫn mãi máu đỏ xa vàng. Người Việt Nam từ bao đời nay yêu quý quê hương mình. Người Việt Nam giờ đây đứng lên bớt quát Việt Nam. Ok đây các bạn, thì hiện tại thì anh em mình đã dẫn đoàn đại sứ quán cũng như là mọi người vào trong đến trang trại của Quang Linh. Thì sau đây mình với cả anh Đông cũng như là anh em trong team là sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng ở trong trang trại của Quang Linh. Thì, đây, trong đây. Mình vào đến tận sâu trong này để mình làm lập nghiệp và mình có cảm thấy công ơn thực sự nó là một cái cố gắng, sự quyết tâm rất là nhiều. Thì rất là đáng trân trọng. Anh nghĩ là cũng không phải ai cũng làm được. Dạ. Như cá nhân anh mà nếu mà để cho anh làm chắc anh thực sự thế. Bọn em làm tập thể. Dạ. Tất nhiên là làm nó có tập thể nhưng mà nếu như mà mỗi cá nhân, bởi vì cuộc sống công việc đến rất vất vả, chỉ một cá nhân mà người ta làm là thôi là thôi. Là ba này công nhận là đây anh em. Vâng, dẫn đoàn đến đại sứ cùng đoàn đi tham quan một vòng. Chúng em còn là nhiều bản là sâu bên trong cái nữa.
Anh bảo là đây là vâng. Còn sâu nữa đúng không? Sâu nữa, còn sâu nữa, còn 30 cây. Hay 30 cây. Rất nhiều cứ mỗi anh em dạ. Một vùng. Một vùng. Dâu một đường mà anh em đứng dậy em đông đi đây mấy anh. Xây chuồng thỏ. Vâng, xây chuồng thỏ tại vì ông cầm anh để muốn nuôi thỏ để kinh doanh thêm về về thỏ. Tại vì thỏ rừng ở đây cũng rất là nhiều. Ở đây ngoài chăn nuôi, nếu mà nuôi con vật nào thì cho đến nay mình đã nuôi con gì chưa? À có, à, khu bên kia là có nuôi, đây em mời, mời đại sứ đi. Dê à? Bên này có chuồng dê. Có mang ăn gì? Máy cày thì bao giờ được bỏ ra hoạt động của anh thấy? Trong kia có máy cày mới đấy. Không, máy cày thì máy cày hoạt động liên tục, hoạt động hết công suất luôn ạ. À, vâng. Giống này là hiện tại vịt đợt vừa rồi là công ty Trần Văn, chỗ anh Đọc là có... tặng anh em một ít vịt giống về để nhân giống để phát triển rộng thêm. Cái vịt giống là đâu ở Angola này có vịt. Anh công ty Trần Văn hiện ở trên Luanda là anh ấy cũng đưa giống từ Việt Nam mình qua đấy. Anh cũng nghĩ là đưa giống từ. Vâng. Chứ ở Angola vốn là không có vịt mà đúng không? Dạ. Lộc mà cường. Đấy. Cường đấy. Vâng. Bắt đầu phân bổ tập cường. Còn bên phía bên đây là chuồng chuồng dê. Ở đây dê này quả em hòa gọi thì bắt từ đây mang về ạ. À? Ở trên trên ngoài nhiều hơn ạ. À? Hòa, thế em cứ gọi là chỗ Linh thì lại chuyển cho mang về ạ. À? Lại mang về chỗ em ạ. À? Anh em muốn là phát triển thêm về các con giống, tại vì ở đây hiện tại ở đất ở đây là nó có hai mùa. Một là mùa khô và mùa mưa. Thì làm nông nghiệp thì chỉ phát triển được vào vụ mưa, vụ mưa. Vâng, thì tới đây là khoảng tầm hơn một tháng nữa là mưa xuống thì bắt đầu mới cho bà con là đi trồng ngô. Mưa, mưa là kéo dài 6 tháng và mùa khô thì kéo dài 6 tháng. Mà khô ở đây thì hiện tại là đang trồng khoai nhưng mà rất là không có nguồn nước nên là rất là kém. Vâng. Nên là mùa khô là đang muốn tối ưu hóa là sẽ phát triển về chăn nuôi nhiều hơn. Anh thấy ở đây đất chủ yếu đất đỏ, đất như kiểu đất bà gian ấy. Dạ. Thực ra đấy nó là đất rất là tốt để trồng. Đất rất là tốt. Vâng. Nhưng mà đúng rồi. Nhưng mà thời tiết thì lại rất là khắc nghiệt. Vâng. Mùa này nó rét quá, lạnh quá. Là mình trồng những cây kia nó bị cháy. Ở diện tích đất ở đây thì của trang trại Quang Ninh thì khoảng 30 hecta. 30 hecta. Vâng. 30 hectare thì đợt vừa rồi mới từ lúc khai hoang đến bây giờ mới bắt đầu khai hoang xong. Có nghĩa là từ đường bên ngoài mà đại sứ đi vào ấy, là thấy rất nhiều cày lên rồi nhưng mà rất nhiều rễ cây không thể canh tác được. Mà mất gần một năm rồi là chỉ có đi cày bừa và thu gom những cái rễ cây để đốt. Thì đợt vụ này mới bắt đầu là trồng được. Cái đường này nếu mà mùa mưa mà đi tới vào thì vất vả. Dạ vâng ạ, mưa thì mưa ở đây nó lại được cái như này, sáng thì không mưa. Thì sáng thì đi vào làm, sau là chiều mình khoảng tầm 1 giờ chiều là mình sẽ phải đi ra ngoài rồi. Đến 1 giờ chiều là kết thúc hả? Vâng ạ, có nghĩa là cái vụ mưa đấy ạ. Thì đa số là 1-2 giờ chiều là mình phải đi ra ngoài. Tại vì tầm 3-4 giờ chiều lại mưa rất là to. Mà sấm chớp rất là nhiều. Mà đường đất này thì... Vâng, mưa như này thì mình không thể ấy được. Không thể đi được, di chuyển ra ngoài. Vâng, tất cả là để trồng ngô. Cái này chỉ có 3G chỉ có 3G. Vâng, chắc này mạng kém. À, gì soạt quá tiết đấy à? Vâng, đúng rồi. Gì soạt quá tiết. Đính dân, kiểu dân ăn mía luôn nhé. Nghĩa mềm thì không ăn. Đây là đào vâng ạ. Vâng ạ. À, đợt vừa rồi là Quang Ninh có cho đào ao để dự trữ nước để ô, nước có phải này tưới cho nông nghiệp ạ. Mà trong cái team của mình để mà làm tất cả những cái việc ở đây thì nó bao nhiêu người? À, trong team thì có khoảng tầm cả công nhân các thứ nữa thì vào gần 100 người. Tại vì anh em người Việt ở đây chưa chưa có tầm, chưa có nước em sao thả được. 4, mới xả thôi, mới nước phải xử lý. Vâng, phải xử lý. Xong rồi thì em đang xử lý. Bên nào là có cá rồi, chỗ nào có cá rồi? Hiện thì có cỏ linh phinit mà có cá rồi. À có rồi thì nuôi được tốt không? Nuôi con gì? Cũng không được. Ao này là vừa mới đào xong. Đang qua quá trình xử lý nước. Xử lý cái nước này. Vâng. Phía dưới này là có nót xử tháng lý nilon. Mới... Dạ không ạ. Không không không, không, không nót nilon ạ.
xử lý là lúc đầu là vôi bột đấy em? Dạ vâng ạ, xử lý cũng theo kiểu truyền thống của Việt Nam mình ấy, là rắc bụng vôi bột. Cái này thì anh Đông sẽ là người trực tiếp làm nông nghiệp ở đây lâu. Anh Đông, Đông giỏi luôn đúng không? Để nông nghiệp. Cái này khi mà mình làm các việc liên quan đến nông nghiệp ấy thì mình có, đây là mình tự làm hay là mình có thi thoảng có phối hợp và xin tư vấn của chuyên gia nông nghiệp ở đâu không? Nói chung là chúng em thì chỉ có hiểu con nhà nông đi thì biết được cái gì thì làm cái đấy, không thì hay vào trên Google mạng hỏi mấy khán giả xem kênh ấy, mọi người hay comment bình luận ở dưới đấy, chúng em thì hay đọc để lấy ý kiến của khán giả ấy. Phần đông là lấy ý kiến để làm thôi. Anh nghĩ là ví dụ như bây giờ cái công việc của mình ở đây nó cũng khá là nổi và cũng nhiều người cũng rất là sẵn lòng hỗ trợ, kể cả các chuyên gia nữa. Mà Việt Nam mình nông nghiệp thì rất là phát triển, những cái các cô các bác chuyên gia mà người ta dành vào những cái này rất là nhiều, bọn em có thể là tham vấn. Thậm chí các cô các chú ấy gọi là rất là nhiệt tình hỗ trợ luôn ấy. Chúng em là mình cũng là nông dân, mình cũng có kinh nghiệm rồi, nhưng mà xử lý, trong quá trình xử lý mình hoàn toàn có thể cậy nhờ các cô các chú được. Chúng em thì cũng có nhiều, thỉnh thoảng cũng có các cô các chú hay xem kênh ấy, xong rồi mọi người cũng nhắn tin qua Zalo, qua Messenger, xong mọi người góp ý này, mọi người giúp đỡ đấy. Và làm mà cái gì mà làm mà thấy mọi người mà thấy mà không đúng thì mọi người vẫn nhiệt tình giúp đỡ nữa. Và mới đọc ở mọi người comment ở trên kênh nữa, giúp nhiều. Và chúng em thì cũng biết thì sơ sơ thôi, không ai, chưa ai giỏi về nông nghiệp cả. Và chỉ gọi là hỗ trợ mà giữ được, mà xả mà giữ được nước này là cũng đã là thành công rồi đúng không? Dạ vâng, đây cũng đã giữ được nước, còn nếu không xả vào nó bị ngấm hết. Cho em vừa hỏi có lót ni lông không? Không lót mà không giữ nước, giữ nước này là cũng đã là thành công rồi. Rất thành công. Còn nếu không xả bao nhiêu vào là ngấm sạch. Đất ở đây nó rất hút nước. Thì Quang Linh mở farm này ra thì mục đích là để hỗ trợ người dân ở đây. Toàn bộ là thu nhập được tất cả mọi thứ ở trong cái trang trại này là đều phân phát cho người dân làm tại đây và xung quanh đây, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Công nhân thì có khoảng tầm 30-40 người, thậm chí có những lúc mà đỉnh điểm là cũng phải lên tầm 60 người làm trong trang trại này. Thế là người bản địa ở đây ấy, hả? Dạ, người bản địa đấy ạ. Nghĩa là mình người mở dân ra sống là... ở quanh đây luôn. Vâng ạ, mình hướng dẫn cho họ là trồng trọt đây, là trồng máy cày hết gì. Mình máy móc, máy móc, máy móc, máy móc hết lên đấy. Mà hàng ngày rồi. Ngoài ra là các cái nông sản này, máy cày rồi máy móc. Khi mà có thành quả là mình lại phát cho dân. Như đợt vừa rồi là bên bản Đông Đông là cũng trồng khá là nhiều khoai. Khoai là cũng thu nhập được, cũng thu hoạch được trên 10 tấn. À, vụ mùa khô là cũng chuyển đổi. Đây là con đề tưới. Nông trại của em giúp đỡ người dân bán thì lại cũng cách đây cũng khá xa. Và muốn mời các anh các chị mọi người vào thăm, và không biết là các anh các chị có bước trước vào thăm không? Đường chỗ nào nhỉ? Cũng đi thẳng vào sâu bên trong. Đi thẳng nhưng mà phải 30 cây nữa và đường xấu. Tầm hai mấy cây đấy. Mình lên trường học anh. Hả? Vâng. Giờ thì nguyên nhân theo em tùy em thôi, nhưng mà sợ mọi người đại sứ mất một thời gian là đại sứ đấy. Và nó cũng em đây nó cũng nằm trong một bảng cũng dưới sự chỉ đạo của anh cũng có nghe, nhưng mà đường đi vào thì không biết nào, chỉ có là nó liên quan đến cái lộ trình chung của mọi người còn về. Dạ. Cái thứ nữa là anh nghĩ là mọi người cũng còn xuống đây. Dạ và cá nhân anh cũng rất là quan tâm đến những cái công việc mà mọi người đang làm đây, thì chắc chắn là sẽ có một lúc quay lại và anh sẽ vào đến tận trang trại của mình. Thì có cái là anh cũng rất đánh giá rất là cao về câu chuyện là mình, mục đích của mình nó đã là mục đích tốt rồi. Thì cái thứ hai là thực sự là so với nhiều những công việc khác thì cái việc này nó hỗ trợ được cho người ta một cách rất là thực tế, trực tiếp và thực tế. Người ta làm với mình và người ta cảm nhận rõ được cái lợi ích và những cái khoa học công nghệ mà mình mang về cho người ta cảm nhận được. Thì chúng em là cứ trồng trọt là cái gì là chúng em mà gọi người dân đến, khi làm việc là gọi mọi người đến là cùng làm việc, khi có thành quả là chia đều tất cả mọi người. Nên là chẳng hạn nó bọn em mà huy động mọi người đi làm là đi hết, đông lắm. Thứ nhất là một phần ở trong bản họ đói này, khi đến làm việc là bọn em hỗ trợ mọi người bữa ăn trưa. Xong là khi có thành quả là sẽ chia đều cho mọi người.
một người nên là cứ có công việc gì gọi mọi người là đến cả bán hết. Bọn em huy động nông trại cả 3 bán, 4 bán. Giai đoạn cách đi khoảng tháng quay chỉ video cả mấy trăm người vào khu đất hồ ảo hết cả làng đến. Hiện tại bây giờ lương người ta vẫn lĩnh. Lương hàng tháng anh em vẫn trả. Ngược lại thành quả mà khi gặt hái là lại cho người ta chứ mình cũng không ấy. Chứ mình không phải là mình đưa đi mình bán thì khác. Lương là của bọn em phát quanh đây dân ở thì chẳng bằng lương là chúng em là kiểu mỗi lần mình đứng ra mình làm mình gọi. Gọi người ta đến làm thì hàng tháng mình phải quyết toán. Nhưng khi mà ra thành quả thì các em nó lại phân phát. Cũng không phải là vậy. Mỗi nông trại chúng em tuyển hơn chục người mà nhanh nhẹn này để mọi người làm quản lý chia nhau ra mọi người bao quát chung ở trong nông trại này. Bộ trưởng Tô Lâm sang dạ. Nhà vừa ngồi làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp, bác ấy nói rất nhiều về kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của Việt Nam. Dạ. Và bác ấy nhấn là các đồng chí mà muốn phát triển nông nghiệp, các đồng chí phải làm thủy lợi tốt, tức là phải có nước, phải có các nơi chứa nước và các đường dẫn nước. Này là chẳng chốc rồi đấy. Và trông chờ mưa. Dạ. Thì không được. Khô. Thì bọn em. Cần lấy nước sinh hoạt phải đi ra suối họ họ múc về sử dụng. Đi hàng 5 km. Đi vài km để họ lấy xô nước về để sử dụng nấu ăn cái gì. Nhiệt tình trách nhiệm trong này giờ cái bí đúng không? Bầu bí à? Vâng, trồng bầu trồng bí ạ. Để mình sinh hoạt hàng ngày. Anh Danh ở Việt Nam mình có vị nào? Nói chung là trang trại thì bọn em trong team cũng như anh em trong team là cũng gặp rất còn nhiều khó khăn nên là cũng từng bước phát triển dần dần. Nguồn nước này cũng phải trải qua rất là nhiều công đoạn mới dẫn được đường nước về đến đây. Ở đây là do anh em và người Việt tự lực hỗ trợ lẫn nhau hay là địa phương họ có hỗ trợ được không? Không, toàn họ khó khăn vậy là chỉ có. Cái này là một cái nguyện lịch sử từ bao nhiêu đời nay là nó có một vị vua. Dạ. Có nghĩa là bất cứ một tổng thống nào hay bất cứ một cái chủ tịch tỉnh nào mà muốn về đây tham quan là đều phải đến đây. Đều phải đến đây báo cáo và cho huyện này. Vâng, như cái trên đường mà đoàn mình vào đây mà cái đoạn mà cua ấy, chỗ đường đẹp ấy, đấy là nhà vua đang à thảo nào mà anh bảo tại sao chỗ này khu này nó có một cái khu nó đẹp như thế. Vâng. Có nghĩa là rất linh thiêng. Rất linh thiêng mà ngày xưa cũng có một cái ông gọi là ông giàu nằm trong cái danh sách của người ta trên thế giới rất là giàu. Đó cũng là cũng là bị hy sinh đây mà ngày xưa định lấy cái khu vực đấy là cái đảng gọi là đảng con gà đấy, đảng ngai đảng con gà đấy là để chiếm lĩnh ở đây mà ông ấy cũng người chết ở đây. Cũng là linh thiêng. Trong đoàn anh em trong team là cũng hỗ trợ người dân ở đây là cũng vài chục nghìn tấn gạo. Như là xây hàng trăm công trình như trường học rồi nhà tình thương để nuôi dưỡng các trẻ em cơ nhỡ. Anh thấy trong rất nhiều việc bọn em làm việc nào nó cũng tốt nhưng mà đợt vừa rồi nó có cái đợt mà bọn em đi khoan giếng cho dân. Vâng. Anh nghĩ là trong rất nhiều thứ thì câu chuyện khoan giếng là một câu chuyện mà nó có ý nghĩa nhất. Dạ. Giếng bởi vì dạ. Anh không biết là chất lượng nguồn nước ở đây như thế nào nhưng mà anh nghĩ là có nước nó sẽ ra được rất nhiều thứ. Phải có nước thì người ta mới định cư được. Còn nếu mà không có nước ấy, là người ta sẽ du canh du cư ngay. Mà nếu mà mình có nước được là người ta sẽ định cư và người ta sẽ ổn định cuộc sống ở đây được. Câu chuyện đào giếng là một câu chuyện rất có ý nghĩa. Mà đặc biệt ở những cái nơi như thế này mà đào giếng được, mà hướng dẫn người ta đào, mà giúp người ta đào được là cả một câu chuyện. Cũng phải thuê người Việt mình để khoan giếng. Tại vì không có máy móc thì cũng không thể khoan được giếng. Như ở đây người dân Angola họ có khoan giếng, họ có biết cách khoan giếng? Dạ không ạ. Không. Tại vì máy móc, cái thứ nhất là máy móc họ không có. Cái thứ hai là máy móc cũng đắt tiền, họ cũng không thể để có một dịch vụ nào để khoan giếng, chỉ có người Việt mình. Thì anh em trong team cũng đã khoan tặng người dân ở đây cũng hơn 100 cái giếng ấy. Và quá là quý. Nhiều lắm. Có cả đây rồi có một chứa rất nhiều nhà thờ. Đấy người ta rất là vâng, xây rất nhiều nhà thờ. Anh nghĩ là ai cũng làm công việc thiện nguyện nhưng mà những cái việc thiện nguyện như của bọn em làm thì đáng gọi là thiện nguyện và nó là những cái nó hiệu quả và nó thực chất nhất. Còn tất nhiên là ai cũng có tấm lòng tốt cả nhưng mà thể hiện nó được mà làm được như này là một cái rất là quý, không phải ai cũng làm được. Anh Hòa ở đây cố gắng giúp đỡ các em
trong vâng, chúng đây cũng là người anh cả nên như trong gia đình luôn. Vâng, báo cáo đại sứ. Dạ vâng, tôi thay mặt toàn thể anh em trong kia cảm ơn ạ. Vâng. Bây giờ mình mời đi vâng kia để mình vâng, mời đoàn đi lên điểm trường ạ. Giới thiệu với cả đại sứ, đây là bác trưởng thôn cũng như là cục phong khu này. Yeah. Eli, anh bay xa đã đến Việt Nam. Xin ô dù vai vi chí tạ kì. Dạ, mua thường vô đi xin rồi. Rất là vui được đến đây và được gặp mà ông cũng như là tất cả bà con ở đây. Rất là mong mọi người luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vui. Và mong là các trẻ em sắp tới sẽ được học một cách rất là an toàn và được chăm sóc chu đáo ở tại điểm trường này. Mong mong mọi người luôn luôn yêu quý Việt Nam, vì tất cả những người Việt ở đây cũng đều rất là yêu quý mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Giới thiệu với đại sứ, đây là điểm trường mà Kim Quang Linh cũng như là cộng đồng Kim Trung Phi đi vào xây dựng nên điều. Diêm béo gì vậy? Có diêm béo ngoài. Vừa rồi bắt đầu bước vào năm học 24 hay cho trẻ em một huyện. À không, không được đấy. Vì khi đây nó vào một xã. Không được. Cái lượng như thế này là hình như là 8 phòng vậy. 8 phòng là một phòng là được 45 ghế là thông thường. Đây là tạm thời là đang xử lý như thế này thôi, mà mai mốt là nhà trường người ta sẽ đưa cho cái loại ghế nhỏ hơn. Một theo tách biệt đây là không có của lính đấy, trong đội trong team của game đóng hết từ A tới Z luôn. Cái mặt giúp đỡ cho ghế này là của một công ty anh Hải ở trên Luân Đa là tài trợ cho. Và cái mặt gỗ còn Hải Ảo Thuật không có bảng đen này. Có bảng mà đang vừa rồi mới xây dựng xong, vừa mới bàn ghế này là vừa mới đóng xong. Mình có bao nhiêu cái lớp như này? 8 đây, mời 8 phòng này, 8 phòng. Thầy cũng xây một giếng nước để phục vụ thầy cô giáo có thể ở đây để sinh hoạt. Đây là cái này nhá. Cũng không nhận hôm nay. Dân có thể ở cái điện luôn. Cũng dân vừa thử không? Chứ để điện thì chỉ được. Cái này là một hộp này đấy. Trong đây là phòng và công việc. Thì giảm tính này lên tí rồi cho giáo viên tại ở vùng này. Giờ tiền đây là rất là cảm ơn hai ngài đại sứ. Là phải được công tác thì có thể ở đây luôn, sinh hoạt ở đây luôn. Dạ vâng ạ, giáo viên là của bản địa. Đây bên đằng sau đây là trường cũ đấy. Không, tí mình đi sang luôn được, chỗ mình đỗ xe. Dạ. Dạ chưa, chuẩn bị vào năm học tới này là năm học ở đây là từ tháng mấy đến tháng mấy? Cũng như của mình ạ. Dạ. Bản chưa lắp à? Chưa. Vừa rồi mới bắt đầu lắp bàn ghế. Chưa học sinh được khóa nào chưa? Chưa. À, bắt đầu. Bây giờ mới xây xong. Vừa rồi mới xây xong, mới sơn sửa. Đấy, một tháng nữa là bàn mới bàn giao. Nhưng mà lượng học sinh là mình đang căn đủ lượng học sinh cho học sinh ở đây có gì? Vâng. Giáo viên là của nhà nước. Kinh phí để xây toàn bộ điểm này. À, kinh phí xây điểm trường này là xấp xỉ 1 tỷ 3. Vâng. Chưa có là bàn ghế các thứ mà. Từ Việt Nam á? Vâng ạ. Thì cộng đồng team Châu Phi cũng như là anh em trong team là đóng góp để có chi phí để xây điểm trường này. Là cộng đồng team Châu Phi đấy ạ. Trong team bàn rất đẹp chắn. Dạ. Bàn được đấy. Bàn rất là chắc. Đây mời mời. Em ngồi đây. Dạ vâng ạ. Giáo viên, giáo viên này là phòng của trường. Có sách thì có nhà học sinh.
và những cái tủ thiết những cái lồng thép và căn phòng của hiệu trưởng và giáo viên thì trong này sẽ lắp đằng sau ạ. Được cách kín đây hả? Dạ vâng, trong này thì có nhà vệ sinh rồi là có tủ để đựng hồ sơ các thứ của hiệu trưởng. Tôi cũng anh em mình là cây tắt ra ngoài. Đây phòng hiệu trưởng. Dạ vâng, trong này đây là phòng làm việc của hiệu trưởng. Làm phòng khép kín luôn. Cũng sẽ lắp gạch cái gì nhỉ? Dẫn đại sứ với cả đoàn sang thăm bên trường cũ. Cái khuôn viên thì sau này mình sẽ phá đi làm phân chơi làm cái gì không? Dạ vâng, tạm thời thì theo ý kiến của bác trưởng thôn cũng như là bác trưởng xã ở đây thì sẽ giữ lại cái điểm trường này. À. Giữ lại cái trường cũ này. Chứ ngày xưa là toàn học là chỉ có mỗi mấy lớp. Dạ vâng. Ngày xưa là các em nhỏ đi học là không có bàn ghế, là ngồi trực tiếp tại dưới đất này luôn. Và trên đây cũng có một cái bảng để cho giáo viên. Xin xin nghe xin nhé, anh đi ngồi để em school. Khi mà thăm cái trường cũ như này và sang cái trường của mình xây thì mới thấy cái ý nghĩa của cái bên kia nó lớn như thế nào. Và nó làm cái gì đấy nó rất là hoàn toàn khác. Không nghĩ là cái điểm trường cũ nó lại như thế nào. Cái điểm trường mới của mình bên kia nó rất là khang trang, đầy đủ mọi thứ kiên cố. Thì anh em trong team cũng cảm ơn đại sứ và cùng với cả đoàn đã mất chút thời gian ghé thăm anh em trong team cũng như là bà con và điểm một số địa điểm ở đây như điểm trường. Cảm ơn đoàn và ngài rất là nhiều. Thực ra thì anh cũng thay mặt sứ quán và thay mặt tất cả anh em ở các nơi về đây cảm ơn team Quang Linh, cảm ơn Tiến và tất cả team Châu Phi đã có một chương trình giúp cho bọn anh hiểu hơn. Qua quá trình đi thăm farm này, đi thăm đường trường hiểu rất là rõ về cái nhiệt huyết, cái tâm huyết, cái thiện nguyện, cái gọi là thiện tâm của mọi người. Mà anh cũng có nói rằng là lòng tốt thì ai cũng có, nhưng mà có quyết đủ quyết tâm để làm hay không có làm một chuyện thì ở đây mà không có quyết tâm thì không làm. Ở đây thực sự phải thực sự tâm huyết thì mới làm được. Thì thực ra thì cái mà bọn em làm ở đây nó rất là ý nghĩa, nó to lớn hơn rất nhiều cho những cái chương trình quảng bá hoặc tuyên truyền nào về đây. Nó là người thật thực thật, cho nên là việc làm của mọi người đây mới là cái câu chuyện thực tế nhất, đóng góp vào câu chuyện gắn kết, gắn bó, thúc đẩy hữu nghị giữa đơn hai nước, rồi quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thì nó thông qua những cái này và anh rất là trân trọng, rất là cảm ơn. Và anh nghĩ rằng người Việt Nam nào mà xem những cái này mọi người cũng đều tự hào. Rất là cảm ơn mọi người. Một lần nữa cảm ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn đoàn. Dạ, cảm ơn anh. Anh em ta đã di chuyển rồi. Do công việc của đại sứ quán cũng như là anh em trong đoàn rất là bận, lịch trình rất là dày đặc thì cũng ngài cũng như là đoàn đã bớt chút thời gian đến thăm anh em trong team cũng như là thăm một số địa điểm của anh em trong team đang công tác. Thì cũng một lần nữa xin cảm ơn đoàn rất là nhiều, cảm ơn đại sứ quán cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đã ghé thăm. Thì bây giờ đoàn bắt đầu phải di chuyển đi lên thủ đô để cho chương trình mai nữa, thì nên là đoàn không thể đi hết được tất cả các bản như anh em đang giúp đỡ. Thì cũng mong muốn là sẽ có một ngày gần nhất nào đó thì đoàn cũng và một số doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp nữa sẽ ghé thăm anh em trong team cũng như là bà con dân bản ở nơi đây. Một lần nữa cũng cảm ơn đoàn và mọi người rất là nhiều. Video này mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Để mọi người thấy video hay, ý nghĩa, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em trong team. Chào các bạn.